Sau khi biết tin diễn viên Mai Phương đã qua đời, nhà thiết kế Đức Vincent, một người bạn thân trong ngành giải trí của Mai Phương, quyết định bán đấu giá thiết kế mà cố diễn viên từng mặc và catwalk trong show thời trang của anh. Tiền đấu giá thiết kế này sẽ góp vào quỹ nuôi dưỡng cho bé Lavi, con gái của Mai Phương. Đức Vincent kể tâm nguyện lớn nhất của Mai Phương là con gái sống bình an, vui vẻ, không thiếu thốn điều gì. Để thực hiện tâm nguyện của người bạn quá cố, anh quyết định bán đấu giá thiết kế cô từng mặc để catwalk. Thiết kế váy này đến 5.000 bông hoa được Đức Vizis đấu giá ở mức sàn là 5,5 triệu đồng, trong khi giá trị may đo gia công là 45 triệu đồng. Quyết định hạ giá sàn thấp hơn nhiều lần so với giá trị thật của chiếc váy. Ý đồ của Đức Vizis nhằm để thiết kế được trả giá cao nhất có thể, như vậy sự giúp đỡ cho bé Lavi sẽ được nâng lên ở mức cao nhất. Khi chốt phiên đấu giá, thiết kế này được trả giá 120 triệu đồng bởi một cư dân mạng. Tuy nhiên, vào phút chót, người này xin lỗi Đức Vincent bởi không thể mua lại thiết kế váy như là đã hứa. Nguyên nhân được Đức Vincent đưa ra là vì lý do cá nhân. Mặc dù không thể mua lại chiếc đầm với giá đã trả là 120 triệu đồng, nhưng người này vẫn gửi 12 triệu đồng đặt cọc từ trước vào quỹ của Ốc Thanh Vân để giúp đỡ cho bé Lavi. Một số cư dân mạng đấu giá thấp hơn người này, khi được Đức Vincent nhắn hỏi, cũng xin báo hủy. Phiên đấu giá online cho váy không thành, nhưng các mạnh thường quân vẫn chuyển tiền. Nhờ Đức Vincent ủng hộ vào quỹ nuôi dưỡng bé Lavi, tổng số tiền lên đến 60 triệu đồng đã được nhà thiết kế gửi cho Ốc Thanh Vân. Chiếc váy này sẽ được Đức Vincent tặng lại cho bé Lavi. Sau này bé lớn lên, anh sẽ thực hiện bộ ảnh bé mặc lại chiếc váy năm xưa của mẹ.